Trước khi học mới, cần kiểm tra bài cũ là cho các em học như thế nào ha. Câu hỏi: nêu đặc điểm chung của lớp chuyên. Trả lời câu này: mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp, tim có bốn ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ, là động vật hành nhiệt. Rồi chúng ta xong thì chúng ta sang cái lớp là thú, hay còn gọi là lớp có vú. Quan sát cái hình, đây là những cái loại thú, lớp thú là có vú. Trong lớp này chúng ta đi vào bài 46 là thỏ. Đầu tiên thỏ đó. Nhớ là có nhiều loài. Bài thỏ này nó gồm có hai phần. Bài này có hai tiêu đề. Thứ nhất là đời sống, thứ hai là cấu tạo ngoài và di chuyển. Tiêu đề một là đời sống. Giờ ta quan sát cái hình ảnh sau này. Thỏ ẩn náu trong bụi rậm, thỏ sống ven rừng. Thỏ kiếm ăn về chiều và đêm. Đây là trong sách giáo khoa chúng ta có cái hình này. Đây là nguyên cái bộ phận này là nhau thai của thỏ. Thì gồm có là phôi, là dây rốn, là nhau thai, thành tử cung, màng tử cung. Thỏ mẹ lấy lông làm tổ cho con. Thỏ mẹ nuôi con bằng sữa. Thì sau khi quan sát hình ảnh và đọc sách giáo khoa để trả lời câu hỏi nào. Một là thỏ sống ở đâu? Chấm hỏi. Thỏ hoang sống ven rừng trong các bụi rậm. Ghi vào. Câu 2. Thỏ kiếm ăn vào thời gian nào? Chấm hỏi. Ăn như thế nào? Chấm hỏi. Nhiệt độ cơ thể của thỏ? Chấm hỏi. Kiếm ăn về chiều và đêm, ăn bằng cách gặm nhấm, là động vật hành nhiệt. Câu 3. Thỏ thụ tinh trong hay ngoài? Chấm hỏi. Con đực có cơ quan giao phối thụ tinh trong. Câu 4. Thế nào là hiện tượng thai sinh? Chấm hỏi. Ưu thế của hiện tượng thai sinh? Chấm hỏi. Trả lời. Hiện tượng thai sinh là đẻ con có nhau thai. Ưu thế của hiện tượng thai sinh là thai sinh không phụ thuộc vào lượng nhãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống.
đẻ trứng, phôi phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. Con non được nuôi bằng sữa mẹ, không phụ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên. Đi vào đẻ con có nhau thai, đó là chúng ta ghi nhiêu thôi. Với trứng sau khi thụ tinh di chuyển qua ống dẫn trứng xuống tử cung làm tổ, trứng thụ tinh phát triển thành phôi và một bộ phận là nhau thai. Nhau thai gắn liền với tử cung của thỏ mẹ và có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi qua dây rốn, rồi đồng thời dẫn các chất bài tiết từ phôi qua cơ thể mẹ. Chúng ta đi xong cái phần là đời sống đó. Giờ ta sang tiêu đề hai lớn là cấu tạo ngoài và di chuyển. Cấu tạo ngoài của thỏ gồm có là 7 cái bộ phận. Thỏ đang đào hang. Lông, mao. Hai, tai. Ba, mắt. Bốn, lông xúc giác. Năm, chi chớp. Sáu, chi sao. 7, đuôi. Di chuyển con di chuyển con là chuột lên hình dưới để xem rồi ta đọc thông tin trong sách giáo khoa và hình ảnh. Điền vào cái nội dung phù hợp vào cái bảng là bộ phận thì gồm có bộ lông, chi, có vốt và giác quan. Đặc điểm cấu tạo ngoài quá chúng ta tìm hiểu sự thích nghi với đời sống và tập tính lẫn chống kẻ thù. Bên tay là bộ lông, cấu tạo lông mao dày xốp, sự thích nghi với đời sống và tập tính lẫn chống là giữ nhiệt, bảo vệ khi ẩn trong bụi rậm. Chi trước thì ngắn có vuốt, sự thích nghi của nó là đào hang và di chuyển. Chi sau dài khỏe, sự thích nghi bật nhảy xa để di chuyển trốn nhanh. Về giác quan thì gồm có là mũi thính và lông xúc giác nhạy bén. Thì sự thích nghi đó thăm dò thức ăn và môi trường. Tiếp tai thính, vành tai lớn cử động được theo các phía
về thích nghi của nó là định hướng âm thanh phát hiện sớm kẻ thù. Mắt có mí cử động, giữ mắt không bị khô, bảo vệ khi thỏa trốn trong bụi rậm. Rồi ta đi một nhỏ là cấu tạo ngoài, xong ghi vào bộ lông mao dày, chi trước ngắn có vuốt, chi sau dài khỏe, mũi thính và lông xúc giác nhạy bén, tai thính vành tai lớn cử động được theo các phía, mắt có mí cử động. Người ta sang hai nhỏ là di chuyển, thấy hình đó ha. Đường chạy của thỏ, đường chạy của thú ăn thịt. Di chuyển chuột dưới hình, ở dưới hình nhảy đồng thời bằng cả hai chân sau, một số giống thỏ. Thỏ châu Âu, thỏ Newfoundland, thỏ lai Việt Nam, thỏ lớp của anh, thỏ sáp của Việt Nam, hiện nay ngành chăn nuôi thỏ nước ta đem lại thu nhập cao cho rất nhiều gia đình, quy mô nuôi cũng được mở rộng. Các em tự tìm hiểu xem, một là thỏ được nuôi đầu tiên ở đâu, hai là thỏ nuôi dưỡng cách đây bao lâu, ba là hiện nay có ít nhất bao nhiêu giống thỏ, bốn thỏ nuôi có thể chế biến được những món ăn nào, chấm hỏi. Các món ăn được chế biến từ thỏ. Như lợi ích của thỏ. Có tác dụng bổ sung ít khi hoạt huyết giải độc, chống đau tê, chữa suy nhược gầy yếu, những người vừa ốm, người da dày nóng gây nôn, đái ra máu, vân vân. Ngoài ra, nhiều bộ phận khác của thỏ cũng được dùng làm thuốc. Xương thỏ có vị ngọt, chua, có tác dụng trần linh, khu phong, giải độc, vân vân. Gan thỏ, lưỡi lưỡi thỏ,
rồi da long thỏ. Và nó đã xong thì chúng ta đi là xong, cũng có tóm lại của bài thỏ đời sống, sống gian rừng đào hang, ăn cỏ lá ngậm nhấm, là động vật hàng nhiệt sinh sản, thụ tinh trong, đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ, cấu tạo ngoài của nó, lông mao, chi trước ngắn, chi sau dài khỏe, mũi thính, tai thính, di chuyển, nhảy đồng thời bằng hai chân sau. Tóm lại các bạn như thế, nắm vững về cái đời sống và cấu tạo, trong cấu tạo có cấu tạo ngoài và di chuyển. Bài đến đây đã xong, thì về nhà các em học bài, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. Hai là tự tìm hiểu bài 47 cấu tạo trong của thỏ, đọc trước bài 48, 49, 50. Hướng dẫn chủ đề đa dạng của lớp thú.